than đây ngon hơn. Đó, đốt đại đi hả? Ở đây. Rồi cho lên đây cái đây. Cầm lên đây cái để đốt vô quay cái này cho quay cái lên vô. Rồi cái lên đi. Rồi ông quay cái để lấy quẹt vô. Nó quẹt cái đây. Rồi ông đốt hơi cái đi cho họ mình đốt. Đốt à. Rồi, đốt lên cái đi. Không sao nó lấy rồi. Rồi. Đó, có khói đã. Cái cá ngọt. Ờ, bảo mình sao quá. Nó gơ mà. Dạ dạ. Nhổ ra mãi hả? Rồi đó. Chín được hai con cá lóc nướng rơm, sau đó nướng than củi lại, giờ để lên lá chuối hai con, trong đây này còn bốn con.